Tối ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập đang điều tra làm rõ cái chết của ông Đề, 37 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân được xác định tử vong do đuối nước. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ông Đề cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu ở khu vực Hồ Nhà Bè thuộc dòng sông Bé, thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, ông Đê trèo qua lan can của quán, nhảy xuống hồ tắm. Tuy nhiên, trong lúc bơi, ông Đê bất ngờ bị chìm xuống dòng nước sâu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy và trục vớt lên bờ thành công. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.